Trọng Hiếu xin kính chào quý khán giả, quý nhà vườn đang đến với chương trình thông tin chế phẩm trên kênh YouTube An Phát Nông Cây Ăn Trái. Kính thưa quý anh chú thân mến, và ngày hôm nay thì Trọng Hiếu sẽ gửi đến quý anh quý chú chúng ta giải pháp được gọi là bộ ba diệt mọt. Thì ở trên cây sầu riêng của chúng ta, về đối tượng dịch hại thì mình thấy có rất là nhiều những cái đối tượng dịch hại khác nhau. Trước đó thì anh em thường hay tập trung đến anh chú chúng ta những cái giải pháp những cái đối tượng dịch hại ở trên bông, trên trái. Tại vì thời điểm này là cái thời điểm mà anh chú chúng ta bước vào cái giai đoạn kinh doanh của cây sầu riêng thì nó rất là cấp thiết. Tuy nhiên thì bên cạnh đó, những cái giải pháp nó luôn luôn hiện hữu ở trên vườn của mình và nó gây hại, đó chính là những cái đối tượng như là rầy nè, rồi những cái đối tượng về mọt. Thì mọt đục cành là một cái đối tượng mà hầu như là Trọng Hiếu thấy anh chú chúng ta rất là quan tâm, nhưng mà những cái thông tin về nó thì chưa có nhiều. Thì trong khoảng gần nửa năm nay thì anh em đã phát triển cái bộ giải pháp được gọi là cái bộ ba diệt mọt. Thì đây là cái giải pháp mà Trọng Hiếu thấy là nó rất là nổi trội trong cái việc quản lý này, với ba cái chế phẩm. Thứ nhất là Thần Công, thứ hai đó chính là Red Mai, và cái thứ ba đó chính là Thấm Sâu 30 giây. Thì đối về giải pháp này thì anh em đã có những cái video clip về phóng sự thực tế rồi. Tuy nhiên thì Trọng Hiếu cũng sẽ thực hiện một cái chương trình về cái thông tin chế phẩm này để anh chú chúng ta được hiểu rõ hơn về mặt sản phẩm cũng như là cách thức chúng ta ứng dụng làm sao cho nó phù hợp nhất. Thì riêng về cái chế phẩm này, khi chúng ta ứng dụng ở trên vườn đó thì cái cách anh chú chúng ta sử dụng rất là dễ. Mình có thể pha ra rồi mình lấy cọ mình quét lại những cái vị trí mà nó bị mọt tấn công, cũng như là chúng ta có thể dùng cái bình xịt để mà bình xịt trực tiếp vào cái vị trí đó. Thì cái điểm hay của cái bộ ba diệt mọt này đó là chúng ta tác động ở trên vườn mà mình không có cần phải cạo cái phần vỏ. Thì thông thường nếu như cái giải pháp mình không có tối ưu thì mình phải cạo phần vỏ, tuy nhiên giải pháp này mình ứng dụng ha bà con, và chúng ta không có cần phải cạo, mình phun ở ngoài là bắt đầu mọt nó đã có tác dụng để mà quản lý những cái đối tượng này rồi. Tuy nhiên thì đầu tiên, trước khi mình nói chi tiết, Trọng Hiếu nói sơ để anh chú chúng ta có thể nắm được, thì riêng về đối tượng mọt đục cành đó, nó sẽ gây hại nhiều ở những vườn sầu riêng cây nó hơi lớn tuổi chút xíu, chẳng hạn như là tầm khoảng 6-7 năm về sau. Thì những cái cây đó cái phần vỏ nó đã già rồi, và khi mà cái phần vỏ nó lớn như thế đó thì cái phần ở phía ngoài, cái phần ngoài cùng luôn của cái vỏ thì bắt đầu những cái đó nó đã già đi và nó khô, và nó tạo thành một cái lớp giống như là một cái lớp bùn ở phía ngoài, một cái lớp vỏ cây khô ở phía ngoài. Thì từ đó có cái vị trí để mà cái con mọt này nó đáp vào và nó tấn công ở bên trên cái vườn của chúng ta. Thì mình thấy là những cái vị trí ở chắn ba từ cái cành chính đi vào tới thân đó, thì những vị trí đó sẽ là những vị trí mà cái con mọt nó tấn công nhiều nhất, cũng như là những cái chỗ mà nó nằm ngay chân ngóc ngách đó, thì có nơi để mà con mọt nó cư trú thì nó sẽ phát triển nhiều ở vị trí đó. Và quên quý chú chúng ta lưu ý đó, thì riêng về mọt đục cành nó có khả năng gây hại ở trên cành, và nó có khả năng gây hại ở trên thân chính luôn ha. Cho anh chú mình đừng có nghĩ là nói mọt đục cành là nó chỉ tấn công cành không thì không đúng. Có những vườn sầu riêng Trọng Hiếu và anh em 30 tập đi đến đó, thì mình thấy là đối tượng mọt này nó tấn công ngay chân cái phần gốc bự luôn, ngay chân cái phần gần cổ rễ luôn. Thì khi đó nó tấn công ở những vị trí đó thì làm cho cái cây của chúng ta nó suy rất là lẹ. Tại vì đó là cái nguồn chính để mà nó vận chuyển cái dinh dưỡng lên trên, nó nuôi, vận chuyển nước lên. Mà khi nó tấn công mạnh, nó cắt đứt cái nguồn dinh dưỡng đó, cắt đứt cái nguồn nước đó, thì cái biểu hiện ở bên trên đó chính là cái cành nhánh của chúng ta nó bị khô và chết. Thì thông thường cái biểu hiện cành nhánh khô và chết, anh chú mình thường lầm tưởng với biểu hiện là vàng lá thối rễ. Tại vì cái cây vàng lá thối rễ thì nó cũng cắt đứt dinh dưỡng và nước, do đó là cái cành nhánh nó cũng có cái biểu hiện nó khô giống nhau. Do đó là khi mà thấy trên vườn của mình có biểu hiện cành nhánh bị khô và chết thì nên kiểm tra dùm cho Trọng Hiếu coi là trên thân cành có mọt hay không. Có mọt thì quản lý mọt, còn nếu như không có mọt thì mình kiểm tra phần rễ. Khi mà nó bị hư thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Việc đầu tiên là chúng ta phải xác định chính xác cái giải pháp để mình đỡ mất công, mình tốn công để mà mình quản lý nè, rồi mình còn tốn thêm cái chi phí nữa, thì Trọng Hiếu thấy nó không có đáng ha bà con ha. Rồi mình sẽ trở lại với cái bộ ba diệt mọt này. Về bộ ba diệt mọt thì chúng ta thấy là nó chứa ở trong đây đó chính là bốn cái hoạt chất với toàn bộ những cái cơ chế mà ở trên thị trường hiện tại có, tiếp xúc có, phun lên đụng cái con mọt là nó sẽ chết liền là có nè, tiếp xúc lưu dẫn nó sẽ giúp cho cái chế phẩm của chúng ta lưu dẫn tốt vào ở bên trong thân cành, tiếp xúc lưu dẫn rồi nội hấp vào bên trong. Bên cạnh đó thì cái chế phẩm Thần Công là một trong những cái chế phẩm biết đến với cái cơ chế là xông hơi. Thì khi chúng ta tác động kết hợp hai cái giải pháp này sẽ giúp cho cây trồng của chúng ta
quản lý tốt cái đối tượng bọt ở trên cái vườn của chúng ta. Bên cạnh đó thì chế phẩm thấm sâu 30 giây là một cái giải pháp được anh em thường xuyên phối trộn vào những cái giải pháp mình quản lý những cái đối tượng côn trùng và dịch hại khó quản lý nhất, tại vì nó có khả năng đánh tan lớp bảo vệ của côn trùng. Thì thông thường chúng ta thấy đó, côn trùng gây hại lúc nào nó cũng phải có đưa ra những cái giải pháp gì đó để mà nó tự bảo vệ bản thân của nó. Ở trên cái con rệp sáp thì mình thấy nó sẽ hình thành ra cái lớp sáp, còn con mọt này thì mình sẽ thấy nó có một cái lớp cấu tạo không thấm nước. Khi đó thì mình phun xịt những cái chế phẩm vào bên trên, nó sẽ không có tiếp xúc được cái thuốc thì cái con mọt này nó không có chết được. Do đó là mình đưa cái thấm sâu 30 giây để vào để hỗ trợ cho cái hai cái chế phẩm này nó thấm tốt lên trên cái con mọt đục cành, thì khi đó chúng ta quản lý sẽ được tối ưu hơn. Và cái điểm hay của cái giải pháp mọt đục cành này là chúng ta có thể khảo nghiệm cái hiệu quả ngay sau khi mình ứng dụng khoảng 30 giây đến 1 phút. Có nghĩa là anh chú mình pha cái giải pháp này rồi sau đó chúng ta quét hoặc là phun lên cái vị trí có cái biểu hiện mọt đục đó, thì chúng ta sẽ thấy nó những con mọt ở bên trong nó sẽ trồi đầu ra. Tại vì thông thường nếu như mình ứng dụng những cái giải pháp thông thường đó, nó không có cái chế phẩm thấm sâu 30 giây này hoặc là cái khả năng lưu dẫn, thì nó chỉ nằm ở rìa rìa ngoài vỏ thôi. Mà chúng ta biết là cái con mọt khi nó đục vào nó không có đục một đường thẳng mà con, mà nó sẽ tạo thành những cái mê cung nó rất là ngoằn ngoèo ở bên trong thân cây. Do đó là mình có cái chế phẩm thấm sâu 30 giây này, mình giúp dẫn những cái thuốc đó theo những cái vết đục vào bên trong, tới tận ấu trùng, tới tận trứng ở bên trong để mà nó tiêu diệt một cách tối ưu nhất. Tại vì thông thường anh chú mình thấy đó, là cái việc mà chúng ta quản lý một cái đối tượng gì đó mà mình chỉ quản lý những cái con thành trùng không thì nó sẽ không có tối ưu. Tại vì sau khi con thành trùng đó chết thì những cái ấu trùng nè hay những cái trứng nó bắt đầu nó lớn lên và nó tiếp tục nó gây hại trên vườn của chúng ta thì cũng không có được. Ở đây mình vừa có giúp cho nó lưu dẫn cái thuốc vào bên trong, vào trong hang của nó, vừa có khả năng xông hơi thì có cái mùi đó làm cho những cái con mọt nó không có thể phát triển được nữa và nó bắt buộc nó phải trồi đầu ra theo cái đường mọt đục. Thì về cái hiệu quả này thì anh em đã có những cái thức hình thực tế gửi đến quên quý chú mình, thì mình có thể nhìn lên trên màn hình ha. Thì đây là những cái hình ảnh thực tế mà anh em ghi nhận sau khi ứng dụng giải pháp bộ ba diệt mọt ở trên vườn sầu riêng, và anh chú chúng ta từ đó mà mình có cái niềm tin để mà mình ứng dụng. Và thường thường đó là anh chú chúng ta thường hỏi Trọng Hiếu là mình ứng dụng những cái bộ ba diệt mọt này trong những thời điểm như là cây của chúng ta đang mang bông và mang trái non được hay không, và câu trả lời của Trọng Hiếu là được và nó tốt nữa bà con. Tại vì sao? Tại vì bộ ba giải pháp này không chỉ là nó quản lý đối tượng mọt đục cành mà khi tác động lên nó quản lý luôn rệp sáp, nó quản lý luôn sâu đục bông đục trái của quen quý chú mình. Do đó là khi nếu như trên vườn của chúng ta trong thời điểm mang bông mang trái mà có mọt thì cứ mạnh dạn áp dụng giải pháp này, mình phun xịt và đồng thời chúng ta phun luôn lên bông lên trái để mình ngừa và mình quản lý luôn những cái đối tượng đó ha bà con ha. Xin nhắc lại là nó quản lý được mọt đục cành, nó quản lý được rệp sáp, nó quản lý được sâu ăn bông, sâu đục bông đục trái luôn. Do đó là chúng ta tác động một lần thì mình sẽ thấy cái giải pháp nó rất là tích cực. Thì toàn bộ những cái giải pháp bên phía An Phát Nông khuyến cáo đến anh chú chúng ta trong chương trình ngày hôm nay thì nó đều là dạng sữa mát cây. Anh chú chúng ta thấy là cái thần công cũng là dạng sữa, cái red mai cũng là dạng sữa, do đó chúng ta quản lý rất là tốt. Và một cái điểm mà Trọng Hiếu muốn chia sẻ đến anh chú chúng ta về cái việc mà chúng ta sử dụng cái bộ ba diệt mọt này đó, thì khuyến cáo anh chú mình là mình nên sử dụng 2 lần, mình áp dụng cái giải pháp này trên vườn 2 lần, cách nhau khoảng từ 7 tới 10 ngày, thì khi đó chúng ta sẽ cắt lứa được tốt hơn. Mặc dù là mình thấy cái giải pháp sau khi mình phun xịt, mình quản lý ở trên vườn thì thấy mọt nó trồi đầu ra đó. Tuy nhiên thì đâu đó vẫn còn một số con nó chưa bị ảnh hưởng bởi thuốc. Thì khoảng 7 tới 10 ngày chúng ta lặp lại thì khi đó mình sẽ cắt lứa được tốt hơn. Và thêm một cái điểm nữa đó, để cho tối ưu trong cái giải pháp của mình thì khuyến cáo anh chú mình sẽ cộng thêm một cái chế phẩm, đó chính là Aragon 620. Tại vì sao? Nếu như những cái vườn mà chúng ta đã bị nặng rồi thì mình thấy là những cái vết đục đó vô hình chung nó tạo một cái vết thương ở trên thân cây, trên cành, thì nó sẽ làm cho những cái con Phytophthora nó tấn công vào, làm cho cái vườn của chúng ta nó bị xì mủ. Do đó là mình cộng Aragon 620 vô để mình quản lý luôn cái đối tượng Phytophthora này. Bên cạnh đó thì có một cái điểm mà rất là hay Trọng Hiếu muốn chia sẻ đến anh chú chúng ta, đó chính là những cái con ấu trùng của cái con mọt này đó, nó sẽ không có ăn cái cây, nó không có ăn cái gỗ của mình. Thì thông thường mình thấy nó đục vô, mình tưởng đâu là những cái con mọt này nó ăn cái gỗ, nhưng mà không phải.
khi mà nó đục vô đó nó chỉ tạo một cái ổ thôi, và cái thức ăn chính của nó đó chính là cái nấm ở bên trong. Thì chúng ta thấy là nó ăn những cái nấm đó, khi mà nó tấn công vào nó sẽ mang theo những cái bào tử nấm và nó nuôi những cái nấm đó lên, và cái nấm đó là cái thức ăn chính để nó nuôi những cái con ấu trùng ở bên trong cũng như là những con thành trùng này, thì nó cũng sẽ sử dụng cái đó luôn. Do đó là mình tác động Radegon 620 vừa phòng ngừa được Phytophthora nó tấn công mà vừa tiêu diệt những cái nấm đó, coi như là mình tiêu hủy cái thức ăn của nó, thì khi nó thiếu thức ăn thì cái mật số của nó cũng sẽ giảm xuống. Do đó là cái điểm hay mà Trọng Hiếu muốn chia sẻ anh chú chúng ta. Và đồng thời nếu như trong quá trình chúng ta quản lý đối tượng mọt đục cành này nè, mà ở trên vườn quý anh quý chú mình có cái con nhện đỏ thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái này, chúng ta phun lên trên lá để quản lý luôn nhện đỏ thì rất là tốt. Thì Red Mite cùng thấm sâu bôi dây cũng có cái hiệu quả để mà chúng ta quản lý cái đối tượng nhện rất là tốt. Thì hy vọng những thông tin đó sẽ giúp cho anh chú chúng ta hiểu hơn về cái chế phẩm này. Về cái dung tích thì mình thấy cái công thức của chúng ta đó chính là mình sẽ sử dụng 240cc thần công, 200cc cái Red Mite và một chai thấm sâu 30 giây mình pha cho một phi 200 lít ha. Thì tại sao Trọng Hiếu nói vậy? Tại vì cái thần công á thì hiện tại bên phía anh em có hai quy cách. Một là 240cc và một quy cách nữa đó chính là 480cc. Thì nếu như mình xài cái chai lớn đó thì mình chia ra hai phi, còn xài chai nhỏ này thì một phi. Có nghĩa là nếu như anh chú chúng ta sử dụng cái chai thần công mà dạng 240 đó thì một chai thần công, một chai Red Mite và một chai thấm sâu 30 giây thì chúng ta sẽ bộ này chúng ta pha cho một phi 200 lít nước mà mình phun trực tiếp lên cái vị trí nào mình cảm thấy có mọt. Và nếu như anh chú chúng ta muốn ngừa thì mình vẫn có thể sử dụng cái bộ này. Nếu như mình thấy ở trên vườn của chúng ta có xuất hiện ít rồi đó thì mình tác động ha. Riêng về đối tượng mọt thì nó khi mà nó tấn công vô trong đó nó không chỉ là một cái vết đục nhỏ đâu, tấn công vô nó sẽ ăn nguồn rất là nhiều. Do đó là mình thấy có biểu hiện thì cứ việc đưa giải pháp ra để mà chúng ta quản lý. Thì nếu như anh chú nào mình sợ nữa, nhưng mà thông thường anh chú về cái đối tượng mà côn trùng thì anh em sẽ không khuyến cáo anh chú chúng ta ngừa. Chúng ta chỉ quản lý khi mình thấy cái mật số nó đến mức nó gây hại ở trên vườn của chúng ta ha. Còn nếu như bệnh thì mình mới tác động mình giải pháp mình ngừa. Tuy nhiên thì anh chú nào mình sợ mình muốn ngừa thì vẫn được. Mình thấy ít vài cái thì mình cứ ngừa đi. Thì khi đó mình cắt đứt cái mầm bệnh đó thì nó sẽ an toàn cho cái vườn của chúng ta rất là nhiều. Rồi, kính thưa quý khán giả thân mến, vừa rồi Trọng Hiếu đã có ít phút chia sẻ về anh chú chúng ta cái giải pháp bộ ba diệt mọt của An Phát Nông. Hy vọng những cái giải pháp này sẽ đến tay anh chú chúng ta và ứng dụng khi mà có cái hiệu quả tốt đẹp đó, thì sẽ cho Trọng Hiếu cùng với anh em một cái phản hồi. Khi đó Trọng Hiếu cùng với anh em sẽ vui cùng với quý anh quý chú mình ha. Ngay bây giờ thì Trọng Hiếu gửi lời chào cuối cùng đến anh chú chúng ta. Và nếu như có thắc mắc bất cứ vấn đề gì về những cái giải pháp trên kênh An Phước Nông thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0965 890 388. Khi đó anh em sẽ trả lời trực tiếp cho anh chú chúng ta qua điện thoại. Hoặc là mình không muốn trò chuyện trực tiếp thì mình có thể để lại bình luận. Thì khi đó anh em cũng sẽ trả lời hàng ngày và sẽ trả lời hết cho quý anh quý chú chúng ta ha. Trọng Hiếu xin chào và hẹn gặp lại bà con ở chương trình kỳ tới.